Có thể mỗi lần chúng ta gặp mặt lại luôn tàn xá trong không vui, nhưng mà ta biết ngươi một mực đều nghĩ tới ta, bằng không thì ngươi cũng sẽ không suốt đời chưa khá mà ở trong lòng của ta. Cảm giác không phải là như vậy, không có bất kỳ người nào có thể thay thế người đang ở đây trong lòng của ta vị trí. Hán Hải Đố La Tá, Trần Tâm Kiệt, đương đại chiến thần điện địa chủ, nếu quả thực như vậy muốn lấy vợ, như vậy thê tử của ta tên cũng chỉ có thể có một cái, nàng gọi là Lòng Dạ Nguyệt. Nói đến đây, tâm tình của Trần Tâm Kiệt rõ ràng trở lên kịch động lên trên. Thế nhưng mà chúng ta cuối cùng đều quá ngoan cố, chúng ta cuối cùng cũng đều có được địa vị cao quý, chúng ta không có biện pháp kéo xuống mặt của chính mình, không có biện pháp chủ động đi thỏa hiệp. Ta cũng một mực đều cho rằng đời này của ta sợ rằng cũng không có hướng người khả năng thỏa hiệp rồi. Cho đến ngày đó đột nhiên nghe đường tiền dữ truyền đến, đột nhiên biết được Sử Lai Khắc học viện không có, Sử Lai Khắc thành bị triệt để hủy diệt, người cũng đã biến mất, ta mới đột nhiên ý thức được rằng mình trước kia đã biết bao nhiêu là buồn cười. Tất cả kiên trì đều bởi vì người đột nhiên biến mất mà trở nên không còn chút ý nghĩa nào. Ta khi đó mới thật sự hiểu ra người đang ở đâu ở trong lòng của ta trọng yếu bực nào, trọng yếu vượt qua chính ta sinh mệnh nữa. Khi đó ta mới biết được ta tất cả kiên trì trên thực tế đều chỉ là chê cười mà thôi. Nếu như ta chẳng phải cố chấp, sớm mới in suy nghĩ cẩn thận những thứ này, có lẽ chúng ta sớm đã vượt qua vui vẻ mà cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc rằng ta hiểu quá muộn, khi đó ta nghĩ đến người đã qua đời, ta tự ra mình ở trong phòng thật lâu, ta nghĩ rất nhiều, có lẽ người không tin, khi đó ta mới chính thức tiến vào trong tử sĩ cụ tượng hóa cảnh giới. Chính là bởi vì đối với người tưởng liếm, ta mới chính thức triệt để hoàn thành một bước kia. Thật không nghĩ tới, người còn sống, mới vừa rồi mà nói, không có gì so với cái này càng để cho ta chuyện vui sướng. Dạ Nguyệt, ta không biết người tại sao phải tới tìm ta, người cũng không cần nói nguyên nhân, ta chỉ hy vọng người biết một sự kiện. Từ giờ trở đi, tại ta một lần nữa gặp lại người một khắc này bắt đầu, cái gì chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, tam quân tổng chỉ huy, hãn hải đô la cũng không trọng yếu, ta hiện tại chỉ cần một thân phận, đó chính là nam nhân của Lòng Dạ Nguyệt, vì ngươi nguyện ý trả giá hết thảy nam nhân, vì ngươi ta thậm chí nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới, ngươi để cho ta làm cái gì cho dù là ngay lập tức sẽ muốn lấy đi ta cái mạng này, đều cho phép ngươi. Ta cả đời này đã vì người khác, vì chấp niệm của chính mình sống quá lâu rồi. Ta cũng không biết tương lai còn có thể sống thêm vài năm, nhưng ta có thể hoàn toàn khẳng định chính là tương lai sinh mệnh mỗi một phút này, mỗi một giây đều thuộc về một người, chính là người. Người để cho ta xì đồng tạo tuyệt không đi tây. Lòng Dạ Nguyệt lúc này nghe Trần Tâm Kiệt kể ra, một lúc mới bắt đầu, hai trong mắt của nàng vẫn một mảnh lạnh như băng. Cứ việc tại chính mình nhìn thấy hắn một chiếc mắt kia, nàng nguyên bản như trước là lòng yên tĩnh không dao động, tình huống cũng xuất hiện ra xáo động cùng biến hóa. Nhưng mà cường nhận lộ tâm hay vẫn là để cho nàng kiên trì tôn nghiêm của chính mình. Thế nhưng mà đi đối với Trần Tâm Kiệt yêu thương kích động ra từng câu nói tiếp theo, thân sắc của Lòng Dạ Nguyệt dần dần thay đổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những lời này lại có thể từ trong cái kia tại trong lòng của nàng vô cùng cố chấp, vô cùng quật cường ra hỏa trong miệng nói ra. Hắn cố chấp bảo thủ, cho dù tại tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, cuối cùng cũng không thể nào nói ra cái lời tâm tình đến diễn tả tình cảm của chính mình. Làng quả thường có một chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Dùng tính cách của Trần Tâm Kiệt, làm sao có thể nói được ra trước mắt lời nói này đây? Đây quả thật là hắn sao? Vậy thật sự vẫn là hắn sao? Trần Tâm Kiệt nhìn xem nàng ngốc trẻ bú sáng, nhìn không được có một chân nóng lẩy tiến lên trên hai bước, lần nữa đi tới trước mặt của nàng. Ngươi không tin ta sao? Ta là nghiêm túc đó. Tại ta biết xử lý các học viện các người bị hủy diệt một chiếc mắt kia. Của ta cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là nếu nhiều cho ta một lần cơ hội sống lại, ta nhất định sẽ buộc chính mình kiên trì ra hết thảy, toàn thân toàn ý đi yêu người. Thế nhưng mà là người không thể nào sống lại, ta cũng biết rõ ràng không có lại một lần khả năng, nhưng lại tại ta lúc đó tuyệt vọng, trời cao như trước để cho người đi tới trước mặt ta, lại cho ta như vậy một cơ hội, ta đã bỏ lỡ trăm năm, vô luận như thế nào ta cũng không thể nào bỏ lỡ nữa. Cho dù là người đã không yêu thích ta rồi, ta cũng sẽ sống như là kẹo kéo đi theo bên cạnh người. Như vậy người đợi ta thoáng một phát, ta hiện tại trở về chỉ huy tổng bộ thông báo một chút, từ nhận mất chức vụ hiện tại, sau đó ta cùng với người đi, tùy người muốn như thế nào, người muốn đi đâu ta đều sẽ một mực đi theo bên cạnh người. Nói xong, Trần Tâm Kiệt lúc này quay đầu liền đi. Lòng Dạ Nguyệt suốt cuộc nhịn không được, theo bản năng kéo lại. Người đứng lại. Trần Tâm Kiệt lúc này lập tức sừng bước, quay đầu lại nhìn về phía nàng, sau đó đột nhiên chợt nói. Đúng vậy, ta không thể chính mình đi. Hắn nhanh mau trở về đến Lòng Dạ Nguyệt bên người, kéo tay của nàng lại. Người cùng đi với ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ cùng người tách ra. Vô luận đi lời nào, ta đều ở chung với người.
Buông ra. Long Dạ Nguyệt lúc này có một chút xấu hổ hất tay ra của Trần Tâm Kiệt. Đến biết bao nhiêu tuổi, ngươi có biết hay không xấu hổ chữ viết như thế nào? Trần Tâm Kiệt nở nụ cười. Ngươi cũng nói tuổi cũng đã cao, còn xấu hổ cái gì? Ta đều lãng phí 100 năm, từ ta nghĩ ra thông suốt một khắc này bắt đầu. Mặt khác tất cả cũng đã không trọng yếu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thế tùng hết thấy còn có thể ước thúc chúng ta hay sao? Ta là Hãn Hải Đố La, ngươi là Quang Ám Đố La. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi đều có khả năng bỏ rơi ta rồi. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Long Dạ Nguyệt có một chút nói ra không được, có một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chẳng qua là đột nhiên cảm thấy tức giận được với Tang Hầm đã hoàn toàn biến mất rồi, thậm chí còn nhiều hơn nữa một cái phần cảm kích. Lớn như không phải là hôm nay tự mình làm, như thế nào lại nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Trần Tâm Kiệt? Thế nhưng mà nàng lại phát hiện, đang nghe hắn thổ lộ hết thảy về sau, là ngược này nó không lên lời chính mình việc này nó đến mục đích, bởi vì nàng tuyệt không muốn lợi dụng một người nhìn có một chút đại triệt để đại ngộ giang hóa. Nàng không thể nào lợi dụng tình cảm của bọn hắn. Nàng thao sang nhiều chương cố chấp bảo thủ, thậm chí cùng với hắn đánh nhau một trận đánh bạc thắng lợi. Có thể như bây giờ Trần Tâm Kiệt nhiều trước là nàng có một chút không biết làm sao, không biết lên như thế nào đối mặt với bộ dáng. Ta đi đây. Long Song Nguyệt hơi lắc người, thân hình đã là tạ nghìn mét bên ngoài. Ngươi làm gì vậy? Trần Tâm Kiệt lúc này lập tức khẩn trương vội vàng lách mình đuổi theo. Bọn họ cũng là tầng thứ cường giả, tương đối mà nói tốc độ của Long Dạ Nguyệt càng tốt hơn, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Hàng tháng chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết ta phải làm như thế nào đấy? Trần Tâm Kiệt tay phải hư không dẫn dắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành uy áp màu lam sắc, giống như thủy triều xuống giống như vậy, không hổ lấp giá lực lượng tràn ngập ra tại toàn bộ trong không gian, kéo kéo lại thân hình của Long Dạ Nguyệt. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Long Dạ Nguyệt trở lại, tay phải hư không đánh xa, lập tức trầm thấp tiếng sầm ngấm làm không trông giống như có trăm ngàn con cự long lổ lên trên. Xé lát triều tịch, nàng muốn trốn vào trong không gian. To lớn vòng xoáy im ăng xuất hiện, bành phá ra hấp lực cũng làm cho những cự long quang ám kia trở lên vặn vẹo. Trần Tâm Kiệt lách mình chặn đường đi của Long Dạ Nguyệt lại. Hàng tháng đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh tâm của ta đây? Đã chậm, đã muộn rồi. Long Dạ Nguyệt lúc này đột nhiên tức giận hướng hắn gầm thét. 100 năm rồi, đã trọn vẹn 100 năm rồi, 100 năm trước người làm đang làm gì, đã 100 năm rồi, 100 năm sau đấy, ta đã tóc bạc xám mối, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, 100 năm sau hôm nay, ta đã trải qua tầm như chó tán, vì cái gì ngay tại lúc này, người sẽ nói với ta những thứ này, ta không muốn cuối cùng sinh mệnh bởi vì người mà thiêu đốt, ta chán ghét người, Trần Tâm Kiệt, ta thật sự, thật hối hận tại sao phải nhận thức người, nếu như không có người, ta giống như cũng không thống khổ trăm năm, nếu như không phải là người, ta đã sớm có hạnh phúc của chính mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngàn trăm hằm hận ý này là ngươi phải cầu đại triệt đại ngộ này có thể thử giải sao? Ta nói cho ngươi biết, ta mãi mãi cũng sẽ không nguyện tin rằng ngươi làm người chiến thần điện điện chủ đi. Long Dạ Nguyệt hai con người rừng rừng, tay phải lắm tay đột nhiên chém ra, màu vàng màu đen, hai cái cự long quang ám đồng thời xuất hiện ra trên lưng của nàng, đầu rồng to lớn phát ra rung trời gào thét. Long Dạ Nguyệt trước nắm đấm phương hướng này ngưng tụ ra một người nhìn rất khó, nhưng so với kiểu cấp định cho hồn bảo đạn pháo càng kinh khủng hơn vòng xoáy. Trần Tâm Nguyệt nghe lời của nàng, ngươi là đã ngốc trẻ. Đúng vậy, 100 năm rồi, 100 năm qua đi, bọn hắn mất đi đồ vật cũng đã quá nhiều, 100 năm qua đi, rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi. Một nụ cười khổ tùy theo đó hiện lên trên mặt của hắn, dưới thân to lớn vòng xoáy biến mất, chỉ có vô số dòng ngầm quanh quẩn ghé vào trong lỗ tai của hắn. Hắn không có ra tay đi ngăn cản quả đấm của Long Dạ Nguyệt, chẳng qua là nhắm mắt trở lại, nàng cuối cùng còn không chịu tha thứ. Hắn không biết sáng mình lên lấy cái gì đi chuộc tối, hắn lúc này xung động giống như là một người tuổi trẻ, lớn như không chịu tha thứ, phải dùng tính mạng đến thưởng trả là đi. Dù sao không có sự tha thứ của nàng, tính mạng của chính mình cũng đã mất đi ý nghĩa. Long Dạ Nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tâm Kiên vậy mà không có né tránh. Cô ấy là mang theo ánh sáng ám thanh long khủng bố, uy ám lúc này tuyệt học hai cực đại bạo phát ra đến trước ngực của hắn. Ở trong nháy mắt này, lang nhìn thấy là hắn thư thái khuôn mặt, mang theo nụ cười thản nhiên. Cả người hắn hoàn toàn là buông lỏng trạng thái, mặc cho quả đấm của chính mình đánh vào trên ngực của hắn. Long Dạ Nguyệt trong lòng rùng mạnh, tất cả ủy khuất này lập tức hóa thân thành hối hận. Nàng mạnh mẽ kêu lên một tiếng buồn bực, tay trái đánh vào hữu quyền của chính mình chỉ thượng tướng cái kia đánh ra hai bực đạo ra, đánh bay hướng một bên biến hóa, kịch liệt lổ tung quang ám chi lực lượng làm trên bầu trời mặt trời đều ảm đạm ra hào quang, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự Trần Tâm Kiệt, bị ảnh hưởng lúc này trực tiếp chấn động bay ra bên ngoài. Tên khốn khiếp này!
Long Dạ Nguyệt lúc này quát to một tiếng, hơi lắc người, xung nhập trong hư không tiêu thất vô tung. Ngồi ở khách sạn mái nhà, nhìn phương xa, nhìn lên bầu trời trong ánh sáng biến hóa, Đường Phu Lân trong mắt không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Miện hạ, ngài nói, Long Lã cùng với cái kia biển cát miện hạ sẽ không thật sự đánh đứng lên chiến đi. Đa tình đấu là cười ha ha, đương nhiên không biết, nếu quả thật như thầy đánh nhau, cũng không phải là hiện tại như vậy điểm thành thế giới. Đã bất quá là hai tên cực hạng đấu là nó yêu thương phương thức mà thôi. Thói quen là tốt, có điều tao chuẩn bị trước tránh một chút, chuyện của Hắc Ám Phượng Hoàng kia ta đã xử lý xong hết rồi. Coi như Long Lão lần này không cách nào đắc thủ, chắc chắn vấn đề không lớn rồi. Vâng. Đường Phu Lân nghi hoặc nhìn về phía của hắn, Đa Tình Đấu La nhún nhún vai, chỉ có trao đổi Thánh Linh Giáo sẽ tuyên bố đối với lần kia tập kích chịu trách nhiệm, đồng thời còn đã đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện, chúng ta thả ra Hắc Ám Phượng Hoàng. Thả? Miên hạ, điều kiện gì có thể cùng một vị siêu cấp đấu la so sánh, chúng ta thật vất vả mới. Nếu như là hồn phách của Kinh Thiên Đấu La, hơn nữa còn không chỉ là như vậy. Thang Hầm dù tự nhiên nói ra, Đường Phu Lân toàn thân kịch chấn thất thành nói, ngay nói cái gì? Đa Tình Đấu La nhở miệng cười, nếu không có cái này nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra qua ngắm đấu la bí mật hay sao? Đường Phu Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, vạn vạn không nghĩ đến, hắn về mà lại có thủ đoạn như vậy. Những thứ này lần trước thay đỉnh cao cường giả quả nhiên là không phải tầm thường. Đa Tình Đấu La nói, cùng với Hắc Ám Phượng Hoàng thời điểm chiến đấu, tâm tình của nàng rõ ràng không đúng.